Thân chào quý thầy cô và các em học sinh trường trung học cơ sở Trần Quốc Quảng. Thực hiện công văn số 597/GĐ ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7. Hôm nay, Thư viện trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản tổ chức buổi giới thiệu sách online phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ thư viện là cô Lê Thị Ngọc Loan và mạng lưới thư viện là thầy Nguyễn Công Trung. Hôm nay, Thư viện trường trung học cơ sở Trần Quốc Quảng xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh những đầu sách bổ ích phù hợp với việc học tập, nghiên cứu trong đại dịch COVID-19. Đầu tiên, xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh quyển sách ôn thi vào lớp 10 theo định hướng tích cực và phát triển năng lực môn ngữ văn. Quyển sách ôn thi vào lớp 10 theo định hướng tích cực và phát triển năng lực môn ngữ văn của tác giả Trịnh Minh Hưởng chủ biên được in ấn xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Điểm cốt lõi của bộ sách là giới thiệu cách ôn luyện kiến thức, biên soạn đề thi theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, đồng thời giới thiệu các bộ đề thi mẫu được biên soạn bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đề thi tuyển sinh của các sở giáo dục trong nước. Cấu trúc của sách gồm 4 phần. Phần 1, dạy học và kiểm tra đánh giá môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực. Phần 2, hệ thống kiến thức cơ bản chương trình ngữ văn chính. Phần 3, thiết kế đề thi theo định hướng phát triển năng lực. Và phần 4, giới thiệu một số đề thi trong những năm gần đây cùng với những bài làm tham khảo của học sinh. Trên màn hình là giới thiệu một số trang sách, những nội dung cô đọng xúc tích của các tác giả trình bày một cách logic khoa học giúp các em học sinh cũng như quý thầy cô có thể nắm được những nội dung mấu chốt quan trọng của những bài học, những bài lý thuyết cần ghi nhớ. Quyển sách thứ hai xin được giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh là ôn thi vào lớp 10 theo định hướng tích hợp và phát triển năng lực ở môn toán. Quyển sách này do tác giả Trần Đức Huyên và Nguyễn Đặng Trí Tính biên soạn, được in ấn tại Nhà xuất bản Việt Nam. Và quyển sách này, nội dung được phân bố theo các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao và chia làm 4. Chương 1 bao gồm 12 chủ đề với các kiến thức toán học cơ bản. Chương 2 bao gồm các bài toán tích hợp liên môn, lý, hóa, sinh, những bài toán trong tài chính, những bài toán trong địa lý. Đây là điểm căn bản đổi mới nhất giúp học sinh tiếp cận những bài toán được ứng dụng gần gũi trong đời sống. Đến với chương 3, các em học sinh có thể trau dồi, nâng cao với các bài toán, những chủ đề nâng cao nhằm phân loại học sinh, định hướng cho học sinh thi vào những trường chuyên, lớp chọn. Và chương 4 giới thiệu một số đề mẫu tuyển sinh lớp 10 bám sát cấu trúc và ba trận đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chương này bao gồm các đề thi có hướng dẫn và một số đề cho các em tự làm. Song song với hai môn ngữ văn và toán, thì quyển sách ôn thi vào lớp 10 theo định hướng tích hợp và phát triển năng lực môn tiếng Anh xin được giới thiệu đến quý thầy. Và quyển sách này do tác giả Vạn Xuân biên soạn, được in ấn tại Nhà xuất bản Việt Nam. Điểm cốt lõi của bộ sách là giới thiệu cách ôn luyện kiến thức và biên soạn đề thi theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, đồng thời giới thiệu các bộ đề thi mẫu được biên soạn, bám sát cấu trúc đề thi mẫu minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó là các đề thi tuyển sinh lớp 10 của các sở giáo dục và đào tạo trong nước năm 2018. Cấu trúc của quyển sách gồm 4 chương. Chương 1, ôn tập ngữ pháp theo đơn vị bài học tiếng Anh lớp 9.
Chương 2. Một số dạng bài tập tích hợp và đề thi mẫu. Chương 3. Luyện tập chuyên sâu dành cho học sinh giỏi. Chương 4. Các đề thi tuyển sinh lớp 10 được giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh nhằm rèn luyện và tiếp cận với cách ra đề, cách làm bài trong các đề thi tuyển sinh lớp 10 trên cả nước. Trên màn hình là hình ảnh được chụp từ một trang sách. Với chương 1 là ôn tập ngữ pháp theo đơn vị bài học, từng unit, từng phần của từng bài. Chương 2, một số dạng bài tập tích hợp đề thi mẫu. Chương 3, luyện tập chuyên sâu dành cho học sinh giỏi. Chương 4 là giới thiệu các đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Như vậy, Thư viện Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh những đầu sách hay phục vụ cho việc ôn tập, rèn luyện, thi tuyển sinh lớp 10. Hy vọng rằng một trang sách sáng một tương lai, và chúc tất cả quý thầy cô cùng các em học sinh nhiều sức khỏe, thành công. Chúc các em học sinh ôn tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Thư viện Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản thân ái kính chào.